Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung bài 24 công thức tính nhiệt lượng và bài 25 phương trình cân bằng nhiệt môn vật lý lớp 8. Hôm nay chúng ta sẽ học hai bài kết hợp trong một chủ đề. Trước khi đi vào bài mới, thầy nhắc lại kiến thức cũ có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu và đơn vị đo của nhiệt lượng. Ở bài 21 nhiệt năng, các em đã được tìm hiểu khái niệm nhiệt lượng. Nhiệt lượng chính là phần nhiệt năng vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Nhiệt lượng được ký hiệu là chữ quy hoa và đơn vị đo của nhiệt lượng là joule, ký hiệu là chi. Ở đây thầy có một số cái đại lượng vật lý như là khối lượng, độ dài, công, nhiệt lượng. Trong các cái đại lượng này, thì đại lượng nào có thể đo trực tiếp, tức là có một cái dụng cụ để đo, và đại lượng nào không thể đo trực tiếp mà phải xác định gián tiếp bằng một cái công thức. Đại lượng thứ nhất đó là khối lượng. Chúng ta biết rồi, khối lượng có thể đo trực tiếp bằng dụng cụ đo, đó là cân. Cái đại lượng độ dài, độ dài chúng ta có thể đo trực tiếp bằng dụng cụ đo, đó là thước. Đại lượng công, công các em biết là công thì chúng ta không có dụng cụ để đo trực tiếp, mà muốn xác định công thì chúng ta phải xác định gián tiếp, gián tiếp bằng công thức, đó là A bằng F nhân F. Và khi muốn xác định được công thì ta phải xác định được lực tác dụng vào vật bằng cách dùng lực kế để đo lực và dùng thước để đo quãng đường dịch chuyển của vật. Sau đó chúng ta lấy tích của lực tác dụng và quãng đường di chuyển của vật thì chúng ta sẽ xác định được công. Tương tự, nhiệt lượng thì chúng ta cũng không có cái dụng cụ để đo trực tiếp mà chúng ta phải xác định gián tiếp. Điều đó có nghĩa là Q nó sẽ được xác định bằng một cái công thức. Vậy muốn xác định nhiệt lượng người ta phải làm thế nào? Hay nói khác là hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu công thức tính nhiệt lượng. Trước khi tìm hiểu công thức tính nhiệt lượng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chúng ta biết là một vật mà muốn nóng lên thì nó có thể thu thêm nhiệt lượng. Cái nhiệt lượng mà nó thu thêm nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phần này các em ghi nhận cho thầy. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là khối lượng của vật. Yếu tố thứ hai đó là độ tăng nhiệt độ của vật. Độ tăng nhiệt độ của vật là gì? Giả sử nhiệt độ ban đầu của vật là 20 độ C. Sau khi thu thêm nhiệt lượng, nhiệt độ nó tăng lên 40 độ C. Như vậy cái độ tăng nhiệt độ của nó là 20 độ C. Bằng cách lấy nhiệt độ cuối, chúng ta trừ đi nhiệt độ đầu. Và yếu tố thứ ba đó là chất cấu tạo nên vật. Vậy để tìm hiểu được xem là nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên nó phụ thuộc vào một yếu tố như thế nào thì đó chúng ta sẽ thay đổi yếu tố đó và chúng ta sẽ giữ nguyên và còn giữ giống nhau hai yếu tố còn lại. Chẳng hạn như muốn tìm hiểu cái mối quan hệ giữa nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên với khối lượng của vật thì chúng ta sẽ phải giữ giống nhau hai yếu tố, đó là độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật, và chúng ta lại thay đổi yếu tố khối lượng của vật. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên với khối lượng của vật. Để tìm hiểu được cái mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, em quan sát thí nghiệm sau. Thí nghiệm đó là đun nóng hai lượng nước khác nhau, 50 g và 100 g, có nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Và điều cho hai lượng nước này tăng thêm 20 độ C, tăng thêm 20 độ C. Như vậy 20 độ C là độ tăng nhiệt độ. Như vậy cái nhiệt độ cuối của hai lượng nước này sẽ là 40 độ C. Mà chúng ta sẽ đun nóng cho cái nhiệt độ của hai lượng nước này tăng lên 40 độ C. Trong thí nghiệm này hai cái yếu tố được giữ giống nhau đó chính là chất làm nên vật, có nghĩa là cùng là nước. Còn yếu tố thứ hai đó là độ tăng nhiệt độ. Độ tăng nhiệt độ có nghĩa là làm cho cái nhiệt độ của hai lượng nước này cùng tăng thêm 20 độ C.
Và yếu tố khác nhau, yếu tố thay đổi đó chính là cái khối lượng gặp nhau. À, một lượng nước là 50 gram, một lượng nước là 100 gram. Vậy muốn cho hai lượng nước này nóng lên đến 40 độ C, tức là độ tăng nhiệt độ là thêm 20 độ C, thì chúng ta phải truyền cho hai lượng nước này một cái nhiệt lượng. Và cái nhiệt lượng mà truyền cho hai lượng nước này có giống nhau hay không? Thì chúng ta sẽ quan sát thử nghiệm là bằng cách chúng ta sẽ quan sát cái thời gian đun cho đến khi cái nhiệt độ của hai lần nước này đạt 40 độ C. Đây thấy nhiệt kế đang tăng dần. À, như vậy là 50 gram nước ở cái cốc nước ở thứ nhất này, à, nó đã đạt 40 độ C, cái thời gian đun là 5 phút. Rồi, và cốc nước thứ hai chứa 100 gram nước, đấy nó đạt nhiệt độ là 40 độ C sau thời gian đun là 10 phút. Từ thí nghiệm này chúng ta có cái kết quả trong bảng sau. Bảng 24.1. Chúng ta thấy là 50 gram nước tăng thêm 20 độ C thì chúng ta mất thời gian đun nó là 5 phút. 100 gram nước còn muốn tăng thêm 20 độ C thì thời gian đun là 10 phút. Chúng ta so sánh khối lượng của hai cái lượng nước này, chúng ta thấy là cái lượng nước ở trong cốc thứ nhất 50 gram so với lượng nước trong cốc thứ hai 100 gram, thì chúng ta thấy là M1 nó bằng 1/2 M2, à, tức là nó bằng một nửa. Hay nói cách khác là khối lượng nước trong cốc thứ hai thì gấp hai lần khối lượng nước ở trong cốc thứ nhất. Và chúng ta xem cái thời gian đun này. Cái thời gian đun nước ở trong cốc thứ nhất là 5 phút, thời gian đun nước ở trong cốc thứ hai là 10 phút, thời gian đun nước thứ hai gấp hai lần. Hai lần. Nhưng mà điều này chứng tỏ là cái nhiệt lượng, cái thời gian đun gấp hai lần như vậy có nghĩa là cái nhiệt lượng mà cần truyền cho 100 gram nước để nó tăng thêm 20 độ C nó sẽ lớn hơn hai lần so với cái nhiệt lượng mà cần truyền cho 50 gram nước để cũng tăng thêm 20 độ C. Như vậy ta thấy là Q1 sẽ bằng 1/2 Q2. Và từ đây chúng ta thấy rút ra được một cái nhận xét, đó là gì? À, cái khối lượng của vật sẽ càng lớn thì cái nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên sẽ càng lớn. Như vậy chúng ta đưa ra kết luận đó là khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên sẽ càng lớn. Đây chính là cái mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên với khối lượng của vật. Chúng ta thấy là nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên nó chỉ lệ thuộc vào khối lượng. Như vậy mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật đó là khối lượng vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên sẽ càng lớn. Và đi sang phần thứ hai, đó là cái mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ của vật. À, thì để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và độ tăng nhiệt độ thì chúng ta sẽ phải giữ nguyên hai yếu tố, giữ giống nhau hai yếu tố, đó là yếu tố khối lượng và yếu tố chất làm vật. Còn chúng ta sẽ thay đổi yếu tố đó là độ tăng nhiệt độ thông qua cái thí nghiệm sau. Rồi giờ dùng đun nóng hai lượng nước như nhau, đều 50 gram, từ nhiệt độ ban đầu 20 độ C. Cái lượng nước ở trong cốc thứ nhất sẽ được đun nóng là lên tới 40 độ C. Và cái lượng nước ở trong cốc thứ hai sẽ được cho đun nóng lên đến 60 độ C. Như vậy thì cái độ tăng nhiệt độ của nước trong cốc thứ nhất là 20 độ C và độ tăng nhiệt độ của nước trong cốc thứ hai là sẽ là 40 độ C. Trong thí nghiệm này chúng ta giống nhau hai yếu tố, đó là khối lượng, cả hai cốc đều chứa 50 gram nước. Đấy. Và chất làm nên vật là giống nhau, có nghĩa là đều là nước. Nhưng mà chúng ta nước ở hai cái cốc này chúng ta cho nó tăng thêm nhiệt độ khác nhau. Cốc thứ nhất thì chúng ta sẽ cho tăng thêm 20 độ, tức là tăng lên 40 độ. Cốc thứ hai chúng ta sẽ cho tăng thêm 40 độ, tức là nhiệt độ cuối sẽ là 60 độ. Thì chúng ta em quan sát cái thời gian đun nước ở trong hai cốc này. Đây, 50 gram nước ở trong cốc thứ nhất nó tăng từ 20 độ C lên 40 độ C, mất thời gian sẽ là 5 phút. Đó. 50 gram nước trong cốc thứ hai để tăng từ 20 độ C lên 60 độ C, tức là độ tăng nhiệt độ là 40 độ C, mất thời gian đun là 10 phút. Từ thí nghiệm này chúng ta có kết quả trong cái bảng sau. Như vậy 50 gram nước muốn tăng thêm 20 độ C thì phải đun trong thời gian là 5 phút.
cũng ở 50 nước, 50 gram nước trong cốc thứ hai, nhưng mà tăng lên tăng thêm 40 độ C thì thời gian đun nước là 10 phút. So sánh với nhiệt độ tăng nhiệt độ, độ tăng nhiệt độ thì các em thấy là gì? Cái độ tăng nhiệt độ của nước trong cốc thứ nhất sẽ bằng 1/2 độ tăng nhiệt độ của nước trong cốc thứ hai. Và ta thấy thời gian đun nước ở cốc thứ nhất bằng 5 phút, thời gian đun nước ở cốc thứ hai là 10 phút, như vậy thì thời gian đun nước ở trong cốc thứ hai gấp 2 lần. Gấp 2 lần, điều đó có nghĩa là cái nhiệt lượng mà truyền cho 50 gram nước ở trong cốc thứ hai này để tăng thêm 40 độ C này sẽ gấp 2 lần nhiệt lượng để mà đun 50 gram nước cho nó tăng thêm 20 độ C. Như vậy thì quy 1 này cũng sẽ bằng 1/2 quy 2. Từ đây chúng ta rút ra được một nhận xét, các em thấy đấy, cái độ tăng nhiệt độ càng lớn, độ tăng nhiệt độ càng lớn thì cái nhiệt lượng mà cần truyền cho vật thể nóng lên sẽ càng lớn. Và cách khác là gì? Nhiệt độ muốn tăng càng cao thì cái nhiệt lượng cung cấp sẽ càng lớn. Và chúng ta thấy ở đây là nhiệt lượng nó tỷ lệ phần với độ tăng nhiệt độ. Như vậy mối quan hệ ở đây là độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào sẽ càng lớn. Ta đi sang phần thứ ba, đó là mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật, chất làm vật và chất cấu tạo nên vật, để xem thực ra cái nhiệt lượng vật thu vào nó có phụ thuộc vào chất làm vật hay không. Thì trong thí nghiệm chúng ta cũng làm thí nghiệm, đó là chúng ta sẽ giữ giống nhau hai yếu tố, đó là khối lượng và độ tăng nhiệt độ, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi đó là hai chất sẽ khác nhau. Rồi, cốc thứ nhất phải có 50 gram nước, cốc thứ hai thì có 50 gram bột băng phiến. Băng phiến là cái này là lòng não đấy, các em đã được tìm hiểu ở lớp 6 rồi. Nhiệt độ ban đầu của 50 gram nước và 50 gram bột băng phiến là đều là 20 độ C. Và thí nghiệm này đây, cái khối lượng chúng ta thấy là giống nhau là 50 gram, khối lượng giữ giống nhau. Đấy, bây giờ cả nước và băng phiến này đều cho tăng thêm độ tăng nhiệt độ, đó là thêm 20 độ C. Như vậy có nghĩa là tổng đun nóng nước và băng phiến lên đến 40 độ C. Thì có khác nhau ở đây, đó là hai chất khác nhau, nước và băng phiến. Và chúng ta sẽ quan sát cái thời gian đun. À, chúng ta thấy là băng phiến mà từ 20 độ C lên 40 độ C thì chúng ta phải đun nóng trong thời gian là 4 phút. 50 gram nước từ 20 độ C tăng lên 40 độ C, tức là độ tăng nhiệt độ là 20 độ C. Một thời gian đun là 5 phút. Chúng ta có kết quả sau này. 50 gram nước tăng thêm 20 độ C thì phải đun trong 5 phút. 50 gram bột băng phiến cộng muốn tăng thêm 20 độ C thì mất thời gian đun là 4 phút. À, chúng ta thấy đây, cái độ tăng nhiệt độ giống nhau, khối lượng giống nhau, nhưng mà thời gian đun lại khác nhau. Thời gian đun lại khác nhau, điều đó có nghĩa là cái nhiệt lượng mà truyền cho hai chất này sẽ khác nhau. À, khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta thấy là thời gian đun nước lớn hơn, như vậy có nghĩa là cái nhiệt lượng mà cần truyền cho 50 gram nước sẽ lớn hơn. Vậy thì cái nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên nó sẽ phụ thuộc vào cái chất mà làm nên vật đó, phụ thuộc vào chất. Chúng ta thấy là khối lượng giống nhau hết này, độ tăng nhiệt độ cũng như nhau hết này, nhưng mà thời gian đun là khác nhau. Điều đó có nghĩa là cái chất mà cấu tạo nên vật này nó sẽ quyết định đến cái nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên. Như vậy nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên nó sẽ phụ thuộc vào chất làm vật. Đó là cái mối quan hệ thứ ba. Như vậy thì nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố mà như thầy đã nhắc ở đầu bài, đó là khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật. Đi sang phần thứ hai, chúng ta biết được nhiệt lượng vật thu vào nóng lên nó phụ thuộc vào yếu tố, đó là khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật. Vậy nhiệt lượng thu vào được tính bằng công thức Q bằng M nhân C nhân delta T. Trong đó Q là cái nhiệt lượng vật thu vào, chúng ta biết rồi, tính bằng đơn vị là joule. M chính là khối lượng của vật, tính bằng đơn vị là kg. Delta T ở đây là độ tăng nhiệt độ. Cái độ tăng nhiệt độ này chính là chúng ta lấy nhiệt độ cuối trừ đi nhiệt độ ban đầu. Nhiệt độ cuối là T2, nhiệt độ ban đầu là T1. T2 trừ đi T1 thì bằng delta T, hay đọc là delta T. Delta T gọi là độ tăng nhiệt độ, tính theo đơn vị là độ C hay là độ pa.
người ta là đo trong đang đo Kelvin. C là một cái đại lượng vật lý mới, C được gọi là nhiệt dung riêng của chất làm vật. Đây là cái đại lượng mà đặc trưng cho chất làm vật. Và khi nói đến yếu tố chất làm vật thì chúng ta sẽ nói đến cái đại lượng C được gọi là nhiệt dung riêng. Nhiệt dung riêng nó được đo bằng đơn vị là joule trên kg nhân cả. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa của C này. Thầy nhắc lại như vậy thì nhiệt lượng nó phụ thuộc ba yếu tố nha: khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật. Vì vậy mà công thức tính nhiệt lượng nó được tính bằng công thức là Q bằng M nhân C nhân delta T. Trong công thức này nó thể hiện đầy đủ ba yếu tố: M là khối lượng, delta T đó chính là độ tăng nhiệt độ, và C này là một đại lượng vật lý đặc trưng cho cái chất làm vật mà đó được gọi là nhiệt dung riêng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nhiệt dung riêng. Ở đây này có cái bảng nhiệt dung riêng của một số chất như là nước, thì nhiệt dung riêng của nước là 4200, dầu là 2500, hoặc là đồng là 380. Thì nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết điều gì? Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1 độ C. Như vậy thì các em có thể chưa có hiểu lắm, lấy ví dụ như sau. Như tại đây, nhiệt dung riêng của đồng, nhiệt dung riêng của đồng là 380 joule trên kg nhân ca. Vậy thì 380 joule trên kg nhân ca này có ý nghĩa là gì? Nghĩa nói nhiệt dung riêng của đồng là 380 joule trên kg nhân ca có nghĩa là để làm cho 1 kg đồng, tức là khối lượng là 1 kg đồng tăng thêm 1 độ C, 1 kg đồng tăng thêm 1 độ C thì cần phải truyền cho 1 kg đồng đó một cái nhiệt lượng 380 joule. Vì vậy con số 380 joule, 380 này, con số này người ta sẽ đặt trưng cho cái chất đồng, và người ta gọi 380 này chính là cái nhiệt dung riêng của đồng. Hoặc chẳng hạn ví dụ như thế này, nhiệt dung riêng của chì là 130, có nghĩa là để làm cho 1 kg chì, 1 kg chì tăng thêm 1 độ C, tăng thêm 1 độ C thì cần truyền cho 1 kg chì đó một cái nhiệt lượng là 130 joule. Đấy, như vậy có nghĩa là gì? Thì 1 kg một chất nào đó muốn tăng thêm 1 độ C thì cần truyền một cái nhiệt lượng. Cái nhiệt lượng đó nó khác nhau đối với một từng chất khác nhau. Chẳng hạn này, 1 kg chì tăng thêm 1 độ C thì cần một nhiệt lượng 130 joule. 1 kg đồng cũng muốn tăng thêm 1 độ C thì là cần một cái nhiệt lượng 380. Như vậy cái nhiệt lượng mà cần truyền cho 1 kg một chất để nó nóng thêm 1 độ C đối với một chất khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Và con số đó người ta cho đặc trưng cho cái chất đó có được gọi là nhiệt dung riêng của chất đó. Như vậy thì ý nghĩa của nhiệt dung riêng như sau, ý nghĩa của nhiệt dung riêng như sau: nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1 độ C. Các em lưu ý nha, nhiệt dung riêng chính là nhiệt lượng mà cần truyền cho 1 kg để nhiệt độ tăng thêm 1 độ C hoặc là 1 độ K, tương đương nhau. Ví dụ nói nhiệt dung riêng của đồng là 380 joule trên kg nhân ca thì chúng ta hiểu như sau, có nghĩa là 1 kg đồng, 1 kg đồng tức là khối lượng là 1 kg, muốn tăng thêm 1 độ C thì phải truyền một cái nhiệt lượng bằng 380 joule. Đó chính là ý nghĩa của nhiệt dung riêng. Chúng ta đi sang phần thứ ba, đó là vận dụng. Câu C8, muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào thì cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào bằng những dụng cụ nào. Thì chúng ta biết đây, xác định nhiệt lượng vật thu vào bằng công thức là Q bằng M nhân C nhân cho delta là T. Thì trong ba đại lượng đó thì chúng ta sẽ cần tra bảng đại lượng đó là đại lượng nhiệt dung riêng. Và bởi vì nhiệt dung riêng nó đặc trưng cho một chất khác nhau thì nó có một giá trị nhiệt dung riêng xác định. Và chúng ta phải tra bảng để biết được nhiệt dung riêng. Còn chúng ta phải đo độ lớn của đại lượng đó là khối lượng. Đo khối lượng chúng ta sử dụng cân.
và chúng ta đo độ tăng nhiệt độ chúng ta sử dụng nhiệt kế. Như vậy trong công thức là Q bằng M nhân C nhân T, chúng ta phải tra bảng giá trị C, chúng ta phải đo M và chúng ta phải đo delta T. Câu số 9, tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 độ C lên 50 độ C. Tức là 5 kg đồng muốn nóng lên từ 20 lên 50, tức là nóng thêm 30 độ, thì phải truyền cho nó một nhiệt lượng bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy là 5 kg, đó là khối lượng là chúng ta biết là M. Đồng ở đây là đơn chất, chất thì nó đơn chất thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nhiệt dung riêng là C. Thì giá trị nhiệt dung riêng của đồng thì chúng ta sẽ tra bảng, 20 độ C nó tính là cái nhiệt độ ban đầu, 50 độ C tính là cái nhiệt độ cuối. Và nếu chúng ta lấy cái nhiệt độ cuối này từ nhiệt độ ban đầu này thì chúng ta sẽ ra được cái độ tăng nhiệt độ. Và chúng ta sẽ tóm tắt bài tập này như sau: M sẽ bằng 5 kg, nhiệt độ ban đầu là 20 độ C T1, nhiệt độ sau là T2 bằng 50 độ C. Như vậy thầy suy ra được cái delta T chính là độ tăng nhiệt độ. Chúng ta sẽ lấy T2 trừ đi T1 sẽ bằng 30 độ C. Và nhiệt dung riêng của đồng là bằng 380 joule trên kg nhân K. Tính nhiệt lượng để truyền cho 5 kg đồng này để nó tăng từ 20 lên 50 độ C. Nhiệt lượng cần truyền đến 5 kg đồng tăng nhiệt độ từ 20 lên 50 độ C, chúng ta vẫn dùng công thức Q bằng M nhân C nhân delta T chúng ta mới vừa được tìm hiểu. Trong đó M là bằng 5, C là 380 và độ tăng nhiệt độ delta T là bằng 30. Chúng ta tìm được kết quả là 57.000 joule. Như vậy thì để xác định được nhiệt lượng một vật thu vào nóng lên Q thì em phải xác định cho được khối lượng nhiệt dung riêng và độ tăng nhiệt độ. Chúng ta sẽ vận dụng công thức là Q bằng M nhân C nhân delta T. Câu số 10, một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng là 0,5 kg, có chứa 2 lít nước ở 25 độ C. Muốn đun sôi ấm nước này thì cần một nhiệt lượng là bao nhiêu? Để giải thích này phải có lời ý như sau. Bây giờ muốn đun cho nước sôi thì nhiệt độ của nước phải đạt đến bao nhiêu độ C? Nước sôi thì chúng ta biết là nước phải đạt đến 100 độ C. Ngoài nước ra còn có cái vật nào cần thu nhiệt để nóng lên nữa hay không? Còn nó sẽ nóng lên bao nhiêu độ C? Khi đun nước thì chúng ta thấy là ngoài nước ra thì chúng ta còn có một cái vật nữa, đó nó cần thu nhiệt để nóng lên nữa, đó là cái ấm bằng nhôm. Và cái ấm bằng nhôm này nó cũng sẽ nóng lên đến 100 độ C. Bởi vì nước chúng ta đun đến sôi lên 100 độ C, như vậy cái ấm này nó cũng sẽ nóng lên 100 độ C. Như vậy ngoài nước ra còn có một cái đối tượng thứ hai mà thu nhiệt để nóng lên, đó chính là ấm nhôm. Và nó cũng nóng lên 100 độ C. Như vậy thì để tính nhiệt lượng để đun sôi tại cái ấm nước thì ta phải làm gì? Đó là ta phải tính cái nhiệt lượng truyền cho nước này và tính cái nhiệt lượng truyền cho cái ấm nhôm. Như vậy chúng ta phải tính hai nhiệt lượng truyền cho hai đối tượng, đó là nước và ấm nhôm. Như vậy thì nhiệt lượng để cần truyền để đun sôi cả ấm nước ấy, thì nó sẽ bằng tổng nhiệt lượng truyền cho nước và truyền cho ấm nhôm. Giờ bao giờ cái này chúng ta sẽ tóm tắt nó như sau. Tóm tắt ở đây, ấm nhôm có khối lượng 0,5 kg thì đặt là M1 bằng 5 kg, có chứa 2 lít là V bằng 2 lít, thì chúng ta biết rồi, cứ 1 lít nước có khối lượng tương ứng là 1 kg. Như vậy thể tích nước là 2 lít, vậy thì chúng ta suy ra được khối lượng của nước là 2 kg. Như vậy M2 là khối lượng của nước bằng 2 kg. Rồi này các em lưu ý, các em suy ra luôn, suy được tiếp ra luôn. Cứ 1 lít nước thì sẽ có khối lượng tương ứng là 1 kg, như vậy thì 2 lít sẽ là 2 kg. Rồi, nhiệt dung riêng ở đây có hai đối tượng khu nhiệt, đó là ấm nhôm và nước. Như vậy thì chúng ta sẽ tra bảng hai giá trị nhiệt dung riêng. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 và nhiệt dung riêng của nước là 4200. Nhiệt độ ban đầu khi chưa đun đó là 25 độ C, còn khi sôi, đun sôi, em nhớ nha, đun sôi người ta sẽ không có nói cho chúng ta là nhiệt độ bao nhiêu cả, nhưng mà ta nghe từ đun sôi, sôi thì nhiệt độ sau sẽ là 100 độ C, như vậy T2 sẽ là 100. Cái đầu tiên nhiệt độ ban đầu 25, như vậy ta suy ra được cái độ tăng nhiệt độ là bằng 75 độ C, có nghĩa là làm được nước nóng thêm 75 độ C. Vậy cái nhiệt lượng mà cung cấp để đun sôi ấm nước này là bao nhiêu?
Dịch quy này chính là quy toàn phần của chúng ta phải, gồm quy này là bằng tổng hai quy cung cấp cho nước và cung cấp cho ống nhôm. Như vậy để tính nhiệt lượng cần truyền để đúng số ấm nước thì trước hết chúng ta phải tính nhiệt lượng cần truyền cho ấm nhôm. Nhiệt lượng cần truyền cho ấm nhôm thay kỳ hiệu là Q1 thì sẽ bằng M1 nhân C1 nhân delta T. M1 là khối lượng của ấm nhôm, C1 là nhiệt đương riêng của nhôm, delta T là độ tăng nhiệt độ. Hệ số chúng ta sẽ có là 0,5 nhân 880 nhân 75 là bằng 33.000 joule. Tương tự nhiệt lượng cần truyền cho nước thì là Q2 thì sẽ bằng khối lượng nước nhân với nhiệt đương riêng của nước và nhân độ tăng nhiệt độ. 12 nhân C2 nhân delta T chúng ta được là 630.000 joule. Như vậy cái nhiệt lượng mà cần truyền để đun sôi ấm nước là chúng ta có Q sẽ bằng tổng của Q1 và Q2, chúng ta sẽ được 663.000 joule. Đối với bài tập đun nước này thì các em nhớ là xác định cho được cái đối tượng thu nhiệt nha, đối tượng thu nhiệt. Không nhầm cái một số em nhầm lẫn là chỉ đun nước là chỉ truyền nhiệt lượng cho nước, nhưng thực tế chúng ta có một cái đối tượng thu nhiệt nữa, đó là cái ấm đình nhé. Tiếp theo thầy có một cái vấn đề như sau, quan sát phần sau. Thì khi giỏ một giọt nước sôi vào một ca đình nước nóng thì giọt nước truyền nhiệt cho ca nước hay là ca nước truyền nhiệt cho giọt nước? Câu hỏi này sẽ được giải quyết và trả lời trong cái bài tiếp theo là bài 25 phương trình cân bằng nhiệt. Các quan sát ví dụ mô phỏng sau. Phải có một cái vật A ở nhiệt độ cao, một cái vật B ở nhiệt độ thấp và hai vật tiếp xúc với nhau. Khi tiếp xúc thì sẽ xảy ra sự truyền nhiệt từ vật A sang vật B. Vật A đưa truyền nhiệt sang vật B thì nó sẽ tỏa nhiệt lượng, còn vật B nó sẽ nhận thêm nhiệt lượng. Và dần dần chúng ta thấy là khi nhiệt độ hai vật này là bằng nhau thì sự truyền nhiệt này nó sẽ dừng lại. Tức là vật A này nó truyền nhiệt thì nhiệt độ nó sẽ giảm đi, vật B này nó nhận thêm nhiệt thì nhiệt độ sẽ tăng lên, và đến khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau nó sẽ cái sự truyền nhiệt nó sẽ dừng lại. Dựa vào cái ví dụ mô phỏng này, các em trả lời thầy ba câu hỏi sau. Câu thứ nhất, sự truyền nhiệt giữa hai vật xảy ra khi nào? Chúng ta thấy là cái sự truyền nhiệt nó xảy ra khi nhiệt độ hai vật nó có sự chênh lệch, có sự chênh lệch. Tức là có một vật có nhiệt độ cao và một vật có nhiệt độ thấp tiếp xúc với nhau thì sẽ xảy ra sự truyền nhiệt giữa hai vật. Và chúng ta thấy là cái nhiệt nó từ truyền từ vật nào sang vật nào? Chúng ta thấy là nhiệt nó sẽ từ truyền từ cái vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Nó sẽ từ truyền nha, các em lưu ý là từ truyền từ cái vật nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Cái quá trình truyền nhiệt này nó khi nào nó dừng lại? Chúng ta thấy là khi cái nhiệt độ của hai vật nó bằng nhau. Khi truyền nhiệt thì cái vật A nó sẽ mất bật nhiệt, vật B sẽ nhận thêm nhiệt. Khi vật A nó mất bật nhiệt có nghĩa nhiệt độ nó giảm, B nhận thêm nhiệt, nhiệt độ tăng lên, và khi cái nhiệt độ của hai vật nó bằng nhau thì cái quá trình truyền nhiệt nó sẽ dừng lại, dừng lại. Và cái nhiệt lượng vật thu vào và cái nhiệt lượng vật tỏa ra có mối quan hệ gì? Cái vật A này chúng ta thấy là vật có nhiệt độ cao này nó sẽ truyền nhiệt cho vật B nhiệt độ thấp này. Như vậy thì cái vật A này nó sẽ tỏa nhiệt lượng ra. Và cái nhiệt lượng tỏa ra này chính là cái nhiệt lượng mà vật B này thu vào. Hay nói cách khác là cái nhiệt lượng do vật tỏa ra nó sẽ vẫn bằng nhiệt lượng vật thu vào. Ba câu hỏi này cũng chính là ba nội dung của nguyên lý truyền nhiệt khi có hai vật tạo được nhiệt với nhau. Chúng ta đi vào thứ nhất, đó là nguyên lý truyền nhiệt. Khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau, thứ nhất, nhiệt từ truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Các em lưu ý là nha, nhiệt nó chỉ từ truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Quá trình truyền nhiệt nó có liên quan đến nhiệt độ nha. Thứ hai, sự truyền nhiệt này xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại. Khi hai nhiệt độ hai vật bằng nhau thì không còn sự truyền nhiệt nữa, không còn vật nào truyền nhiệt cho vật nào nữa. Và thứ ba, đó là nhiệt lượng do vật này tỏa ra sẽ bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. Đó chính là ba nội dung của nguyên lý truyền nhiệt. Ta đi sang phần thứ hai, đó là phương trình cân bằng nhiệt. Phương trình cân bằng nhiệt là phương trình mà nó biểu diễn cho cái nội dung thứ ba của nguyên lý truyền nhiệt. Nội dung thứ ba của nguyên lý truyền nhiệt là gì?
đó là nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. Như vậy chúng ta có thể chuyển hóa cái nội dung này dưới dạng một phương trình, đó là Q tỏa ra sẽ bằng Q thu vào. Q là nhiệt lượng nha, nhiệt lượng tỏa ra sẽ bằng nhiệt lượng thu vào. Nhiệt lượng một vật thu vào nó để nóng lên thì chúng ta mới vừa tìm hiểu ở bằng 24. 24 Q thu vào nó sẽ bằng là M nhân C nhân delta T. Vậy thì cái nhiệt lượng tỏa ra được tính bằng công thức nào? Nhiệt lượng tỏa ra nó cũng được tính bằng công thức Q bằng M nhân C nhân delta T. Tức là cái nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào đều tính bằng một công thức như nào? Tức là bằng M nhân C nhân delta T. Nhưng ở đây các em lưu ý đây, nhiệt lượng tỏa ra khi vật nó tỏa nhiệt lượng thì nhiệt độ nó sẽ giảm đi, nhiệt độ giảm đi, và trong trường hợp này cái delta T này chúng ta không gọi là tăng nhiệt độ mà chúng ta gọi là độ giảm nhiệt độ, độ giảm nhiệt độ. Bởi vì chúng khi tỏa nhiệt thì nhiệt độ nó sẽ giảm đi, cái độ giảm nhiệt độ chúng ta sẽ lấy delta T này sẽ lấy là T1 - T2, T1 là nhiệt độ đầu và T2 là nhiệt độ cuối. Bởi vì nó giảm nhiệt độ thì nhiệt độ lúc sau nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà chúng ta lấy nhiệt độ đầu trừ nhiệt độ cuối sẽ là delta T. Delta T trong trường hợp này là độ giảm nhiệt độ. Còn delta T ở trong khi nhiệt lượng thu vào, khi thu nhiệt lượng vào thì nhiệt độ nó tăng lên. Như vậy cái delta T này được gọi là độ tăng nhiệt độ, chúng ta tìm hiểu rồi. Delta T này sẽ là T2 trừ T1 và lấy nhiệt độ cuối trừ nhiệt độ đầu. Như vậy khi bật tỏa hay bật thu, công thức tính nhiệt lượng như nhau nhưng mà các em cái delta T này các em sẽ xác định nó khác nhau. Mình sẽ nhắc lại là phương trình cân bằng nhiệt là Q tỏa ra sẽ bằng Q thu vào. Đó. Một phương trình nhìn rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ mà có áp dụng phương trình này, phương trình cân bằng nhiệt này. Để có bài toán như sau. Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15 kg được đun nóng đến 100 độ C vào cốc nước ở 20 độ C. Sau thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 độ C. Tính khối lượng nước coi như thì có quả cầu và nước thì nhiệt cho nhau. Chúng ta thấy đấy là thả quả cầu nhôm 100 độ C vào nước 20 độ C. Khi thả với nhau, nhiệt chúng tiếp xúc nhau thì sẽ xảy ra quá trình truyền nhiệt. Bởi vì chúng ta thấy là nhiệt độ quả cầu nhôm lớn hơn của nước này. Và khi nó tiếp xúc nhau thì nó sẽ xảy ra sự truyền nhiệt, ra nguyên lý truyền nhiệt. Đây, đây là một cái ví dụ bài tập về trao đổi nhiệt. Đây là một bài tập về trao đổi nhiệt. Và chúng ta sẽ sử dụng những phương trình cân bằng nhiệt để giải quyết bài tập này. Trước khi giải được đó này thì phải có cái bảng sau, các em sẽ cần điền cho thầy vào các cái thông tin vào cái bảng này. Ở đây thầy có này, xác định vật tỏa nhiệt và vật thu nhiệt. Trong bài này đầu tiên thì các em xác định cho thầy vật nào vật tỏa nhiệt, vật nào vật thu nhiệt. Thì để xác định vật tỏa nhiệt, vật thu nhiệt thì các em sẽ căn cứ vào nhiệt độ, căn cứ vào nhiệt độ. Các em nhớ là theo nguyên lý một nha, nguyên lý thứ nhất này, nội dung thứ nhất của nguyên lý đó là gì? Là nhiệt có từ truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Như vậy thì quả cầu này có một nhiệt độ là 100 độ C, nước thì 20 độ C, như vậy thì vật tỏa nhiệt chính là quả cầu nhôm, còn vật thu nhiệt là nước. Cái khối lượng của quả cầu nhôm, khối lượng của quả cầu nhôm thì đó là 0,15 kg. Nhiệt độ ban đầu nha, nhiệt độ ban đầu của nhôm là 100 độ C. Nhiệt độ cuối là bao nhiêu? Nhiệt độ cuối không phải là 20 nha các em. Các em nhớ thấy là sau một thời gian nhiệt độ quả cầu và nước đều bằng 25 độ C. Tức là sau khi quá trình truyền nhiệt lần lại, khi nhiệt độ hai vật bằng nhau và đều bằng 25 độ C. Như vậy 25 độ C này là nhiệt độ cuối của quả cầu và của nước. Bởi vì nhiệt độ cuối của hai vật nó giống nhau, vì vậy ở đây thầy sẽ dùng chung một ký hiệu đó là T, để chung cho cả hai trường hợp. Như vậy nhiệt độ cuối của quả cầu nhôm là 25 độ C. Tiếp, nước vật thu nhiệt khối lượng chúng ta chưa có. Cái T2 này là nhiệt độ ban đầu của nước. 1 và 2 này là phân biệt giữa hai chất các em nha. Các em đừng có hiểu là T2 nó là nhiệt độ cuối mà T1 là nhiệt độ đầu. Ở đây T1 phải gọi là nhiệt độ ban đầu của quả cầu nhôm. Còn T2 này là cái nhiệt độ ban đầu của nước. Chúng ta hình nước ở ban đầu mà khi chưa trao đổi nhiệt thì nó có nhiệt độ là 20 độ C. Đấy. Và sau khi quá trình trao đổi nhiệt xảy ra ngưng lại thì nhiệt độ của nước lúc sau cũng là bằng 25 độ C. Đây, như vậy cái nhiệt độ sau cuối là 25 độ C. Đấy. Như vậy cái nhiệt độ cuối là giống nhau, đặc chất sau khi trao đổi nhiệt nó giống nhau thì chúng ta đặt chung một cái ký hiệu gọi là T. Còn cái nhiệt độ ban đầu chúng ta sẽ phân biệt là T1 và T2. Đấy. Như vậy cái độ tăng nhiệt độ
và độ giảm nhiệt độ như thế nào. Một đoạn nhiệt thầy nói rồi, delta T là độ giảm nhiệt độ. Độ giảm nhiệt độ là lấy cái nhiệt độ ban đầu trừ đi nhiệt độ sau. Nhiệt độ ban đầu là T1, nhiệt độ sau là T. Đó. Còn cái bậc thu nhiệt thì delta T chúng ta phải gọi là độ tăng nhiệt độ. Độ tăng nhiệt độ chúng ta sẽ lấy là nhiệt độ cuối trừ nhiệt độ đầu. Nhiệt độ cuối lúc này là T này. Nhiệt độ đầu sẽ là T2 này. Này T trừ nhiệt thứ hai. Nhiệt dung riêng. À, nhiệt dung riêng của nhôm trong cái này chúng ta sẽ ca bạn là 880. Và nhiệt dung riêng của nước là 4200. Đấy. Thì dựa vào cái bảng này, các bạn phân tích số liệu này chúng ta có thể định ra tổng tắc. Thì tổng tắc thì các em phải xác định cho được hay là các cái số liệu và cái dữ liệu mà liên quan đến vật loại nhiệt và các cái dữ liệu mà liên quan đến vật thu nhiệt. Rồi, từ cái bảng phân tích đó chúng ta phải tóm tắt như sau. Chúng ta sẽ gọi các cái số liệu, các cái dữ liệu mà liên quan đến quả cầu nhôm mà chúng ta có ký hiệu là 1. Còn mà các cái số liệu mà liên quan đến nước, tức là đối tượng thứ hai đấy, chúng ta sẽ ký hiệu là quả số 2. Như vậy đây có là khối lượng của quả cầu nhôm là M1 là 0,15. Thì nhiệt riêng của quả cầu này là bằng nhôm là 880. Nhiệt độ ban đầu của quả cầu nhôm là 100 và nhiệt độ cuối là 25, là một của T. Thứ tư, đối tượng thứ hai là nước. Nhiệt dung riêng của nước là 42. Nhiệt độ của nước ban đầu của nước, đây là nhiệt độ ban đầu nha các em, là 20 độ C. Còn nhiệt độ cuối của nước là 25 độ C. Khối lượng nước chưa có. Đây này thì còn chúng ta tính M2 chính là tính khối lượng nước. Rồi, người ta xác định được theo bạn là chúng ta xác định được cái vật nào tỏa nhiệt, vật nào thu nhiệt rồi đúng không? Thì quả cầu nhôm là vật tỏa nhiệt, còn nước là vật thu nhiệt. Thì bây giờ chúng ta xác định được vật thu và vật tỏa rồi, thì chúng ta phải tính cho thầy là cái nhiệt lượng quả cầu nhôm tỏa ra, cái nhiệt độ nó hạ từ 100 xuống 25. Bởi vì nó tỏa, nó tỏa nhiệt, nhưng mà cái nhiệt độ nó sẽ giảm từ 100 xuống 25. Và cái nhiệt lượng tỏa ra là Q1, Q1 sẽ bằng M1 nhân C1 nhân cho delta T. Delta T chính là độ giảm nhiệt độ, cái độ giảm nhiệt độ lúc này là bằng T1 trừ đi T, tức là nhiệt độ đầu trừ nhiệt độ cuối. À, thế số chúng ta sẽ được 9900 joule. Tương tự, nước thu nhiệt là chúng ta sẽ tính nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 20 lên 25. À, nước ban đầu là 20 này, tăng lên 25 này. Thì nhiệt lượng nước thu vào là Q2 sẽ bằng M2 nhân C2 nhân cho delta T. Delta T của nó là độ tăng nhiệt độ. Độ tăng là lấy nhiệt độ cuối trừ nhiệt độ đầu. Nhiệt độ cuối là T, nhiệt độ đầu là T2. T trừ nhiệt độ 2. Thế là M2 thì ta chưa có, thì giữ nguyên. Còn các cái đại lượng này chúng ta có hết rồi là T vào. Cũng còn thì nhóm này chúng ta sẽ được là 21.000 nhân với M2. À. Khi có cân bằng nhiệt là khi xảy ra sự cân bằng nhiệt thì ta luôn luôn có là Q1 sẽ bằng Q2. À, vì chúng ta biết là nhiệt lượng mà vật tỏa ra sẽ bằng nhiệt lượng vật kia thu vào theo nội dung thứ ba của nguyên lý truyền nhiệt, như là Q1 này sẽ bằng Q2. Người ta sẽ có 9900 sẽ bằng 21.000 nhân cho M2. À, từ đây chúng ta dễ dàng tính được M2 là bằng xấp xỉ 0,47 kg, chúng ta lấy bằng 0,47 kg. Như vậy thì khối lượng nước ở trong cốc là 0,47 kg. Và cái thứ bài toán này thì thầy sẽ đưa ra các cái bước để các em có thể giải quyết một bài tập mà có liên quan đến sự trao đổi nhiệt. Chúng ta có 4 bước sau. Bước thứ nhất là các em sẽ tóm tắt xác định vật tỏa nhiệt và vật thu nhiệt. À, như thầy nói thì các bạn tóm tắt mà thầy là tóm tắt ở bài đầu bài toán đấy. Các em phải tóm tắt, trong phần tóm tắt này các em phải xác định cho được cái vật tỏa nhiệt và vật thu nhiệt. Rồi sau khi xác định được vật tỏa nhiệt và vật thu nhiệt rồi, thì bước hai các em sẽ viết biểu thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi tỏa của vật tỏa nhiệt. Bước ba chúng ta sẽ viết cái biểu thức tính nhiệt lượng thu vào của vật thu nhiệt. À, hai cái bước hai bước ba này có thể trao đổi, có thể phản đổi, biết cái nào trước cũng được hết. Đấy. Sau khi viết được cái quy tỏa và quy thu rồi, chúng ta sẽ vận dụng áp dụng phương trình cân bằng nhiệt và quy tỏa bằng quy thu. À, đây phương trình này. À, áp dụng quy tỏa và quy thu. Chúng ta thay quy tỏa và quy thu vào, chúng ta sẽ giải được phương trình đó và chúng ta sẽ suy ra được cái đại lượng thông tin. Đây là các cái bước chính để các em giải được cái tập mà các sinh trao đổi nhiệt. Và hôm nay chúng ta đã tìm hiểu nội dung hai bài. Các em về nhà ghi chép bài đầy đủ, ghi chép bài đầy đủ vào tập và kết hợp với ghi nhớ các phần giáo khoa. Các em học kỹ phần ghi nhớ kết hợp với bản ghi.
và làm thành cái bài tập phần phiếu học tập thầy sẽ chiếu ở cuối bài giảng này và hoàn thành câu C2 C3 của bài 25. Câu bài C2 C3 của bài 25 thì đó là bài tập mà liên quan đến ứng dụng phương trình cân bằng nhiệt, thì cái này các em sẽ về nhà làm và dựa theo 4 bước mà thầy bảo nêu thì chúng ta giải hai bài tập này. Nhà các em sẽ đọc thầy cái phần có thể em chưa biết và các em sẽ ôn lại các kiến thức để ôn tập và chuẩn bị kiểm tra. Sau đây thầy sẽ chiếu cái phần phiếu học tập. Phiếu học tập của thầy gồm có hai bài tập, bài số 1 gồm có 3 câu độc lập nha. Và câu này là chúng ta sẽ vận dụng công thức tính nhiệt lượng. Câu A tính nhiệt lượng để đun sôi 5 lít nước từ 20 độ C. Ở đây thầy hướng dẫn 5 lít nước là 5 kg nha. Nhiệt độ ban đầu là 20 độ C, sôi thì nhiệt độ cuối là 100 độ C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200. Như vậy thì muốn tính nhiệt lượng ở đây thầy hướng dẫn em vận dụng công thức là Q bằng M nhân C nhân delta T. Câu B với nhiệt lượng 787,5 kJ thì đun sôi được bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ ban đầu 25 độ C? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200. Thì bài này chúng ta phải cần tìm đó là tìm thể tích của nước. Muốn tìm thể tích của nước thì chúng ta sẽ phải tìm khối lượng nước. Mình muốn tìm khối lượng chúng ta sẽ vận dụng công thức Q bằng M sin C nhân delta T ta suy ra M. M sẽ bằng Q chia cho C nhân delta T. Có được M các em sẽ suy ra được V. Thứ ba, câu C. Cung cấp một nhiệt lượng 3,9 kg kilojoule cho một thỏi chì 0,6 kg ở nhiệt độ 30 độ C thì nhiệt độ cuối của thỏi chì là bao nhiêu độ C? Biết nhiệt dung riêng của chì là 130. Bài tập này là tập xác định nhiệt độ cuối. Thì đầu tiên các em phải xác định cho thầy là cái độ tăng nhiệt độ đã. Chúng ta thì suy ra từ công thức Q bằng M nhân C nhân delta T. Thì suy ra delta T sẽ bằng Q chia M nhân C. Rồi, có delta T rồi mà chúng ta biết delta T là bằng T2 trừ T1 và suy ra T2 thì sẽ bằng T1 cộng delta T. Và cái bài tập số 2, là đun sôi 2 lít nước ở 25 độ C chứa trong một ấm nhôm có khối lượng 500 gram. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 và 120. Đây là cái bài tập đun sôi nước nha. Ở đây có hai đối tượng phụ nhiệt đó là nước và ấm nhôm. Nó bài tập này nó hoàn toàn tương tự như bài tập vận dụng ở câu C10 của bài 24. Em về xem lại bài tập C10 và sau đó tương tự thực hiện giải tập 2.